Đây, em lên cả nhà một combo 750 ngàn bao ship nha cả nhà. Đó, một em đồng hồ Casio nè, full chức năng, bao đẹp luôn. Đèn, chuông, đồ đầy đủ chức năng nha. Đây, đèn, chuông, nó có ghi pin 10 năm gì nè, chống nước 100 m nha, size 40 dạ quang học trò nha cả nhà. Đó, gộ nhớ 30, lưu danh bạ. Đó, xem giờ thế giới. Có 3 báo thức và một báo thức lặp lại, một báo tiếng, cứ mỗi tiếng nó báo một lần nha. Bấm bấm giờ thể thao, đếm ngược thể thao nè, bấm giờ thể thao nè, chỉnh kim, đó, đầy đủ chức năng nè. Rồi dưới một bộ đồng hồ thông minh mới 100% nguyên siêu, mà con này là dây đen nha em, lấy con của em bữa giờ em quay cho cả nhà xem thôi. Đó, một bộ về là 750 bao ship nha cả nhà. Đó, đồng hồ thông minh bữa giờ em đang bán rất là chạy luôn. Nếu mà mua lẻ thì nè, mua lẻ một bộ về 450 bao ship nha. Còn này em đang bán lẻ là 430 nè, đó hai cái thôi đã gần 900 rồi. Đó, em bán vui là 750 bao ship nha. Đó, đồng hồ thông minh giơ nhẹ thôi là sáng đèn nha. Đó, cảm ứng pin rất là trâu luôn nha cả nhà, có sạc 500 luôn, có sạc 500 nha. Và một cái tai nghe hai sợi dây đồng hồ đi kèm, tai nghe không dây luôn, cảm ứng luôn, mở ra là kết nối. Đó, mới 100%. Kính sapphire vỏ thép, có đo sức khỏe, đo nhịp tim rồi đầy đủ, tập luyện thể thao nha cả nhà. Đó, size ngang là 39, dài 45. Đó, mới 100%, nguyên combo vậy là chỉ có 750 bao ship nha.